Tập 7, trong như rồng ngoài như rắn phần 1. Thỏa hiệp, hòa giải đến đây thôi nhé, Sariu ơi. Công cuộc cứu rỗi thế giới này phải dừng chân tại đây rồi. Giờ thì tên mẹo này có thêm một đồ đệ đắc lực. Một Sariu không khoan nhượng sẽ như thế nào đây? Quay trở lại một chút về ban đầu, các bạn biết trò rồng rắn lên mây có cái cây xúc xích chứ? Đúng với câu hát, Thìn là anh và Tị là em. Hai anh em Tatsumi huyền thoại. Thằng anh thì hơi ngầu trầm tính, còn thằng em thì bỡn cợt nói nhiều một chút. Mặc dù là cả hai đại diện cho hai con giáp nhưng có thể sẽ phối hợp với nhau, nếu vậy quá ư là lợi thế rồi. Quá khứ hai tên này khá là bất hảo, bọn chúng là những kẻ trộm cổ vật nhưng mà không phải thứ gì cũng hốt nha, chỉ ưu tiên những thứ có giá trị thôi, bị lộ thì phóng hỏa luôn. Sau khi được hội đồng cử tham gia đại diện cho Thìn và Tị, mặc dù là anh em song sinh nhưng chuyến này chỉ có thể sống sót một người. Trong khi tên anh trầm tư thì thằng em vô lo lắm nha. Lần này cả hai lại cướp một thứ gì đó, là một cái lồng chưa con bỏ sát. Mặc dù đối diện với họng súng nhưng tên em vẫn khá tự mãn, vì cậu ta không hề đơn thương độc mã, có thằng anh hỗ trợ mà, như mọi lần, lần này cũng phóng hỏa diệt khẩu. Cứ tưởng bọn họ là những người đến đầu tiên, ai dè dụng phải tên mẹo. Cả hai cứ tưởng tên này là nhân viên phục vụ cơ. Ban đầu thì có phần cảnh giác lắm nhưng lại sớm lơ là, vì bận tâm để ý kẻ khác mà tên Tị bay đầu lúc nào không hay. Thằng anh định bêm nhau luôn nhưng mà có kẻ cả. Là ngư, sự xuất hiện hóa giải mọi mâu thuẫn. Thế mới biết ngay từ đầu tên mẹo này đã có ý định tậu cho mình đồng bọn. Giờ đây hắn đã dẫn đầu nhờ xử được tên Ngọ và Thân. Dần trong bộ dạng say khướt đụng độ tên Tị. Vì cô ta lải nhải quá nên hắn bêm luôn. Nói gì mà nhiều, của mà hắn có nghe được đâu ta. Trong trận chiến này khác nào cái rạp xiếc với tiết mục hồ nhảy qua lửa không chứ. Nhưng mà tốc độ của Dần là việc khỏi phải bàn rồi. Đúng là cái bảo tử lập dị mà cô nào cũng uống được hết. Tên Tị vẫn không đầu hàng, còn món đòn xà quyền thì đem ra chiến nốt luôn. Túy quyền với xà quyền đúng thật là hiếm thấy à nha. Tự nhiên Dần lại chán và thế là bỏ đi bà luôn. Thế là cái thây sắc này đụng độ Ngưu, kết cục là lìa nốt tay còn lại. Dần thấy kẻ này nguy hiểm nên quay lại thách thức. Đúng là dựa vào lời ra, cô ả không ngừng thách thức tên này. Cả hai định thanh toán lẫn nhau thì đâu ra hai cái tay tên Tị giết cổ từng người. Quá kinh dị khi cái thây này không hề có giới hạn, liềm mỗi thứ một nơi vẫn có thể tự do linh hoạt. Một mình hắn sẽ xử lý được hai chiến binh mạnh nhất nhì này sao? Đối diện với cái chết đang đến một cách từ từ đáng sợ, tên như đành trông cậy nhờ vả vào ả Dần này. Sau khi thoát được sẽ đường đường chính chính đối đầu với nhau. Không biết nhờ vả thế méo nào mà thiêu sống luôn con nhỏ này. Mà tự dưng sao cái xác tên Tị quằn quại dữ vậy ta? Thằng anh chứng kiến thằng em mình chết mà hữu dụng thì vui lắm. Tập phim hôm nay đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc có ý kiến góp ý về video này, hãy comment xuống dưới ở phần bình luận cho chúng mình biết nha. Đừng quên like, share, nhấn chuông thông báo và subscribe kênh để tạo động lực cho kênh phát triển hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.